Tử vi tuổi Bính Tuất sinh năm 1946, năm mạng, năm 2022, cuộc đời nở hoa. Vâng, xin mến chào quý vị khán giả đang đến với chương trình Phong thủy Gia Cát. Lời nói đầu tiên thì thay mặt cho thầy Gia Cát cùng với những người thực hiện chương trình này, Diễm Quỳnh xin mến chúc tất cả quý vị gặp vạn sự lành, tấn tài, tấn lộc, tấn bình an. Quý gia chủ tuổi Bính Tuất nam mạng thân mến, chắc hẳn là quý vị cũng đang rất tò mò về vận trình của mình trong năm mới 2022 Nhâm Dần, đúng không ạ? Năm 2022 là một năm có thể nói rằng là cực kỳ tốt đối với gia chủ tuổi Bính Tuất nam mạng. Được tam hợp cục với Thái Tuế, cho nên trong năm nay về mọi mặt cũng như là về mọi phương diện của quý vị đều được thuận buồm xuôi gió. Có thể nói rằng đây là một tin cực kỳ tốt lành, phải không ạ? Thưa quý vị, trong khoảng thời gian trước, gia chủ tuổi Bính Tuất có nhiều khó khăn vất vả trong cuộc sống. Nhưng mà năm nay thì sẽ khác, sẽ gặp được nhiều may mắn, có nhiều cơ hội tốt đẹp về công danh sự nghiệp có thể lên cao ở độ tuổi này. Phần gia đạo lại cực kỳ tốt đẹp. Thành công của quý vị có được là nhờ nhiều vào sự giúp đỡ từ bạn bè, ít được sự giúp đỡ từ gia đình. Tóm lại, trong năm nay quý vị được quý nhân bạn bè giúp đỡ rất nhiều và hơn nữa nhờ vào năng lực của bản thân, cho nên năm nay là một năm phất lên như diều gặp gió. Do ăn ở phước đức hiền lành, làm nhiều điều thiện tích đức để lại cho con cháu về sau. Quá tuyệt vời, đúng không ạ? Và không phải để cho quý vị phải chờ đợi lâu hơn nữa, ngay bây giờ hãy cùng với chúng tôi luận giải về lá số tử vi cho những người tuổi Bính Tuất sinh năm 1946 nam mạng trong năm 2022 này nhé. Tổng quan tử vi tuổi Bính Tuất sinh năm 1946 nam mệnh trong năm Nhâm Dần 2022. Về sức khỏe, người tuổi Bính Tuất năm Nhâm Dần 2022 đã bước sang tuổi 77, năm nay khá ổn với những người tuổi Bính Tuất sinh năm 1946, mặc dù sức khỏe cũng có dấu hiệu đi xuống nhưng cũng không đáng lo ngại. Tuy nhiên, bản mệnh chỉ nên làm những việc vừa sức, không nên cố gắng quá sức kẻo gây ra ảnh hưởng xấu đối với sức khỏe. Dù gặp vấn đề gì trong cuộc sống cũng không nên suy nghĩ lo lắng quá nhiều, tác động không tốt đến thần kinh. Hãy nghĩ thoáng hơn và luôn giữ một tinh thần lạc quan. Gia chủ nên đi khám bệnh định kỳ, theo dõi sức khỏe thường xuyên kết hợp với việc đi bộ và các bài tập thể dục phù hợp với độ tuổi để giữ cho cơ thể luôn được khỏe mạnh và tinh thần vui tươi. Phong thủy Gia Cát khuyên gia chủ nếu có thời gian thì nên đi chùa thường xuyên để tâm được tĩnh. Gia chủ nên mang theo bên mình pháp khí phong thủy. Mệnh chủ trong năm nay sẽ cần phải sử dụng vòng cổ bát bảo tâm kinh để bổ trợ thân mệnh cho mình. Đây chính là pháp khí phong thủy của nhà Phật, mang lại sức khỏe giúp chiêu vận quý nhân, kích tài, nạp phúc, tăng cường hòa hợp thiên địa nhân hợp nhất. Vật phẩm phong thủy bát bảo tâm kinh đã được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày sử dụng để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất cho gia chủ, đặc biệt là những gia chủ tuổi Bính Tuất sinh năm 1946 nam mệnh. Về tình cảm gia đạo, vào năm Nhâm Dần 2022, tam hợp với Thái Tuế, cho nên gia đình gia chủ rất hòa thuận, tuy có một vài xích mích nhỏ nhưng cũng không đáng kể. Con cháu ngoan ngoãn, tu chí làm ăn, nghe lời ông bà, gia chủ là những người chủ của gia đình, cần phải sáng suốt theo cách xử trí trong mọi công việc. Tuổi cao cho nên đôi khi hơi nóng nảy, con cháu cũng nên thông cảm và tạo niềm vui nhiều hơn cho ông bà của mình. Gia chủ nên mang theo bên mình vòng tay tam hợp quý nhân, Dần, Ngọ, Tuất, giúp kỵ tà, hóa sát, gia đình hòa hợp. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày giờ sử dụng cho gia chủ tuổi Bính Tuất sinh năm 1946 nam mệnh để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Tổng quan vận mệnh tuổi Bính Tuất sinh năm 1946 nam mệnh trong năm 2022. Tuổi Bính Tuất sinh năm 1946 có nạp âm là ốc thượng thổ, đất trên vách. Người này tuổi nhỏ, cha mẹ nuôi nấng vất vả, khó khăn. Người tuổi Bính Tuất sáng suốt, thành thạo nghề nghiệp, nhờ vậy mà có cuộc đời no đủ. Nam mệnh Bính Tuất tính tình cương trực, ngay thẳng. Họ là những người trọng nghĩa khí, giữ chữ tín, có ý chí và nghị lực. Đây là người thông minh, sôi nổi, cũng rất nhạy bén với thời cuộc. Họ ôm trong mình hoài bão lớn, khao khát xây dựng sự nghiệp. Tuy nhiên, nam mệnh Bính Tuất cũng rất nóng tính, bảo thủ, không kiểm soát được cảm xúc của mình, cho nên đôi khi tự gây ra rắc rối cho bản thân, cũng như không được nhiều thiện cảm của những người xung quanh. Xét về vận hạn năm Nhâm Dần 2022, Bính Tuất sinh năm 1946 nam mệnh gặp phải sao chiếu mệnh, sao Thái Dương, vận hạn Thiên La, hạn tam tai. Năm 2022 Nhâm Dần, gia chủ Bính Tuất nam mệnh không phạm tam tai, hạn hoang ốc, không phạm hoang ốc.
Kim Lâu, năm mệnh 77 tuổi, không phạm Kim Lâu. Về địa chi, Tuất gặp Dần, nằm trong bộ tam hợp Dần Ngọ Tuất khởi sắc trên mọi phương diện. Xét về mối quan hệ thiên can Bính Dương gặp hỏa nhâm Dương Thủy là thiên tài, nghĩa là bị thân khắc. Trong năm nay, những gia chủ tuổi Bính Tuất sẽ dễ có được tài lộc hơn, công việc học tập có tiến triển tốt. Nhưng trong vấn đề tình cảm, tình duyên sẽ cần được chú ý cẩn thận và sẽ xảy ra tranh chấp cãi vã không cần thiết với bạn bè. Trong năm Nhâm Dần 2022, gia chủ tuổi Bính Tuất nam mệnh cần chú ý tháng Giáp Thìn. Tháng 3 âm lịch, từ ngày 1 tháng 4 đến ngày 30 tháng 4 dương lịch. Đây là tháng đại kỵ với gia chủ tuổi Bính Tuất không thực hiện những công việc quan trọng trong tháng này. Xem sao chiếu mệnh, vận hạn và cách hóa giải cho Bính Tuất sinh năm 1946 nam mệnh. Trong năm 2022, gia chủ nam mệnh Bính Tuất 77 tuổi, năm nay gặp sao Thái Dương chiếu mệnh. Sao Thái Dương là một cát tinh thuộc hành hỏa, là một phúc tinh thường chiếu mệnh cho bên nam giới. Sao Thái Dương chính là mặt trời thuộc hành hỏa, là đệ nhất cát tinh trong hệ thống cửu diệu niên hạn. Khi gặp sao này nhờ vượng khí cát lợi khiến cho cây khô cũng phải đâm chồi nảy lộc. Khi sao Thái Dương chiếu đến, sẽ có những tác động đến mệnh chủ như làm ăn được phát đạt, gặp may mắn trong việc buôn bán. Trong năm mà gặp sao Thái Dương chiếu mệnh thường có cơ hội thăng quan tiến chức, danh vọng uy tín, tên tuổi hiển hách lẫy lừng. Giai đoạn thuận lợi nhất là vào tháng 6 và tháng 10 âm lịch là hai tháng đại cát. Hóa giải vận hạn sao Thái Dương, làm lễ cúng sao giải hạn vào 11 giờ đến 13 giờ ngày 27 âm lịch hàng tháng. Vì thời điểm này là khoảnh khắc sao Thái Dương đăng viên chiếu sáng nhất, chính lúc này sẽ có Đức Nhật cùng Thái Dương Thiên Tử Tinh Quân giáng trần, chuẩn bị đồ cúng bao gồm hương hoa, trà quả, nước, trầu cau, 12 ngọn nến, đinh tiền vàng, mũ vàng và muối gạo. Lưu ý, đồ lễ tất cả phải màu vàng, trường hợp màu khác phải dùng giấy có màu vàng bọc lại. Chuẩn bị bài vị có màu vàng ghi chữ Đức Nhật cùng Thái Dương Thiên Tử Tinh Quân, hoặc có thể vận dụng yếu tố phong thủy để khắc chế. Vì sao Thái Dương là mặt trời chủ về nhiều điều tốt đẹp, dùng hành thổ để tiết khí hành hòa của sao Thái Dương nhằm mục đích hóa giải tai ách. Cụ thể, nên đeo những trang sức hay đá quý có màu vàng hoặc màu nâu, như đá thạch anh tóc nâu, thạch anh tóc vàng. Trường hợp gia chủ là nam giới, được sao Thái Dương chiếu mệnh để tăng gấp đôi, gấp ba hay gấp nhiều lần sự may mắn, thì gia chủ nên sử dụng những trang sức đá quý, trang sức thuộc hành hỏa, hành mộc, ví dụ như đá thạch anh tím, thạch anh đỏ. Gia chủ Bính Tuất sinh năm 1946 nam mệnh, năm nay gặp hạn thiên la. Khi gặp phải tâm lý sẽ bất an, ma quỷ quấy phá, bệnh kỳ quái. Hiểu một cách cụ thể thì bệnh này chủ yếu về góc độ tinh thần, trí não, tâm lý, đương số có thể gặp các chứng trầm cảm, lo âu thái quá, cảm giác không được yên tâm, an toàn, thường nóng ruột, tinh thần thiếu tập trung, bồn chồn. Nhiều người có thể mất ngủ về đêm, thường mơ thấy ác mộng. Có một số sách khác ghi chép thêm, khi gặp hạn thiên la này, vợ chồng thường mâu thuẫn, bất hòa, cãi vã, gia đạo lục đục trắc trở, thường xảy ra cãi vã ghen tuông, lời qua tiếng lại. Để hóa giải niên hạn này, gia chủ cần phải quan tâm và dành nhiều thời gian chăm sóc bản thân nhiều hơn. Về sức khỏe, cách tốt nhất là dành nhiều thời gian nghỉ ngơi, lập chế độ ăn uống hợp lý. Sau đó, hãy kết hợp với rèn luyện thể dục thể thao, tránh sử dụng các chất kích thích có hại cho sức khỏe như rượu bia, thuốc lá. Về mặt tình cảm, các mối quan hệ trong giao tiếp hãy cẩn thận trong từng hành động và lời nói, tránh vướng vào thị phi, tai tiếng. Về tâm lý, cần phải bình tâm và suy nghĩ kỹ càng về mọi việc. Không nên tự lo âu phiền muộn, thay vào đó hãy tìm người tâm sự, chia sẻ niềm vui nỗi buồn trong cuộc sống. Không nên chất đựng quá nhiều ấm ức trong lòng, điều này khiến cho tâm trạng ngày càng trầm trọng, dẫn đến các bệnh kỳ quái như trầm cảm. Luận tử vi Bính Tuất sinh năm 1946 nam mệnh theo tháng âm lịch của năm 2022 Nhâm Dần. Tháng 1, đầu xuân đón năm mới, gia chủ vui vầy cùng với các thành viên trong gia đạo, tuy nhiên đi lại cần phải cẩn thận chú ý. Tháng 2, đón nhiều lộc về tiền bạc trong tháng này, chủ yếu về người khác đưa tới, bên cạnh đó ốm đau bệnh tật nhanh chóng qua khỏi. Tháng 3, trong tháng này gia chủ đón tin vui từ người ở phương xa trở về hoặc gặp nhiều vui và may mắn. Tháng 4, khi đi ra ngoài trong tháng 4, gia chủ phải chú ý tới lời ăn tiếng nói, bên cạnh đó tình cảm gia đạo không được tốt.
Tháng 5, gia chủ cần phải chú ý về đường tiêu hóa vì trong tháng này không được tốt. Ngoài ra, trong tháng tiền bạc có sự tiêu pha nhiều. Tháng 6, họa thị phi, gia chủ cần phải chú ý lời ăn, tiếng nói. Tháng 7, công việc của con cháu người thân trong gia đạo không được tốt cho lắm. Tháng 8, gia đạo có chuyện buồn. Tháng 9, gặp xích mích bất đồng với con cháu, gia chủ là những người lớn tuổi trong gia đình, hãy nhẹ nhàng khuyên răn, dạy bảo con cái. Tháng 10, chú ý tai nạn bất ngờ. Tháng 11, bệnh cũ tái phát. Tháng 12, cẩn trọng mất mát tiền bạc, sức khỏe không được tốt. Thưa quý vị, trên đây là những chia sẻ của Phong Thủy Gia Cát về tử vi cho người tuổi Bính Tuất sinh năm 1946 năm Mạng trong năm 2022 Nhâm Dần. Phần luận giải hết sức chi tiết và đầy đủ. Qua đó thì quý vị cũng đã phần nào yên tâm vững bước trong năm 2022, hứa hẹn ở đây tài lộc và may mắn. Rất cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi. Quý vị cũng đừng quên ấn vào nút đăng ký kênh để là người đầu tiên nhận được những kiến thức bổ ích này. Xin chúc mừng cho tất cả quý vị luôn gặp nhiều may mắn và bình an trong cuộc sống. Còn bây giờ thì Diễm Quỳnh xin mến chào và hẹn gặp lại.